Công ty cổ phần tập đoàn Vinahome vinh dự góp mặt tại triển lãm quốc tế Vietbuild 2023. Trong khuôn khổ của triển lãm, Vinahome tiếp tục giới thiệu đến người tiêu dùng những sản phẩm tấm nhựa lấy sáng, tấm nhựa thông minh hàng đầu Việt Nam cũng như Đông Nam Á. Vinahome mang nhiều ấn tượng về một thương hiệu chuyên nghiệp đẳng cấp có tầm nhìn trên thị trường. Có thể nói trong những năm gần đây thì tấm lợp lấy sáng polycarbonate đang được mọi người biết đến rộng rãi và tin dùng nhiều hơn bởi những ưu điểm vượt trội của nó như là nhẹ này, dễ thi công này, an toàn. Đây là vật liệu có thể chịu được những lực tác động rất mạnh và kháng tia UV lên đến 98%, nên nó rất an toàn với con người và thân thiện với môi trường. Đặc biệt đây là vật liệu bền bỉ với thời gian. Tấm lợp polycarbonate với lợi thế là lấy ánh sáng tự nhiên nên nó tối ưu được về không gian sử dụng và mang lại tính thẩm mỹ cao cho mỗi một công trình. Đây cũng là vật liệu đáp ứng được những yêu cầu khắt khe nhất trong kỹ thuật lắp đặt, từ mái phẳng như là mái sân hay là mái sảnh các tòa nhà đến những mái vòm cong hai chiều như là mái sân bóng, mái nhà để xe hay là mái bể bơi, thì tấm cũng dễ dàng uốn cong và đáp ứng được những yêu cầu khắt khe đó. Với đa dạng chủng loại và màu sắc, đến nay Vinahome đã và đang dần khẳng định vị thế của thương hiệu là cái tên đầu tiên được khách hàng cũng như chủ đầu tư lựa chọn khi có nhu cầu tìm kiếm một giải pháp hàng đầu cho công trình mái lợp lấy sáng.